Vâng, lời đầu tiên em xin phép được gửi lời cảm ơn, lời chào, lời chúc sức khỏe tới thầy Dương Trung Hiếu và lời chào, lời chúc sức khỏe tới các cô chú, các anh chị cũng như các bạn trong group của chúng ta. Em xin tự giới thiệu về bản thân, em tên là Nguyễn Quyết Tiến. Hiện nay em đang sống và làm việc ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và em đang làm giáo viên của trường cấp 3 ở huyện Ba Vì. Em là sinh viên của trường Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành bảo mật hệ thống thông tin và em đã có 10 năm kinh nghiệm làm công tác giảng dạy. Em cũng mong muốn rằng là hôm nay được quay một video để giới thiệu về bản thân, cũng hy vọng rằng là ở trong group của chúng ta sẽ có các anh chị, các bạn ở quanh quanh khu vực Hà Nội. Nếu gần nhau thì chúng ta sẽ tiến hành một buổi offline để chia sẻ kinh nghiệm giống như các anh chị ở trong miền Nam. Vấn đề thứ hai đó là em muốn được giới thiệu về bản thân cũng như định hướng làm về YouTube rồi về kiếm tiền trên mạng. Theo như sự định hướng của thầy thì trước đây em cũng đã làm được hai kênh đã bật kiếm tiền. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa rồi, khoảng một tháng vừa rồi thì hai kênh đó có bị Google bắt spam và họ có thông báo rằng là vi phạm các nguyên tắc của cộng đồng gì đó. Thì đây là một kinh nghiệm về sự thất bại. Tuy nhiên em cũng rất là buồn nhưng mà cũng thấy rằng đây là một bài học cực kỳ bổ ích. Và ở đây thì tất cả các kênh YouTube em đã từng làm đều là làm content hết. Tất cả đều nội dung đều tự em dàn dựng, tự quay phim, tự chỉnh sửa. Tuy nhiên thì không hiểu lý do gì mà vẫn cứ bị đai kênh như bình thường vậy. Một vấn đề thứ ba em muốn trao đổi đó là cũng rất mong nếu như gặp mà được các anh chị, các bạn ở gần khu vực của Hà Nội thì chúng ta cũng sẽ có những buổi offline, sau đó thì cũng sẽ chia sẻ và hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước ở trong miền Nam cũng như các anh chị đã làm ở miền Bắc, thì để chúng ta sẽ có một cái cộng đồng phát triển bền vững và hiệu quả. Trong khuôn khổ group thì nếu như có những cái vấn đề gì các anh chị hoặc là các bạn cần hỗ trợ tư vấn về chuyên ngành mà em có thể hỗ trợ được, giúp đỡ được, em sẽ rất sẵn sàng. Em đã từng làm công tác đoàn được 7 năm, đã từng là bí thư đoàn của trường cấp 3 được 7 năm, do vậy cũng có kinh nghiệm làm về tổ chức các sự kiện cũng như là kinh nghiệm quản lý học sinh, quản lý sinh viên mới ra trường. Thì nếu như mà các anh chị nào, các cô chú hoặc các bạn làm về những mảng đề tài về giáo dục hoặc là về tổ chức các sự kiện liên quan đến đoàn thanh niên rồi liên quan đến công tác tổ chức các sự kiện lớn đông người hoặc là làm về giáo dục cho trẻ em, ví dụ hoạt động hè, ví dụ hoạt động về văn nghệ tập thể thì em sẵn sàng có thể đóng góp một chút kinh nghiệm, những hiểu biết sau 7 năm em đã từng làm đoàn. Cũng rất mong các cô chú, các anh chị cũng như các bạn sẽ ghé thăm kênh Cuộc Sống Miền Bắc của em và xem qua và đóng góp cho em ý kiến để em sẽ hoàn thiện kênh của mình được tốt hơn và sẽ đi theo thầy cũng như theo các cô chú và các anh chị tiếp tục học hỏi và làm thành công con đường kiếm tiền trên mạng này. Em xin trân trọng cảm ơn thầy và xin kính chúc thầy và các cô chú, các anh chị, các bạn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.